bánh mì không? Trở lại với channel của Yến. Nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy. Và mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những hành trình khám phá các địa điểm ăn uống, sống ảo dưới góc nhìn tích cực và lạc quan của mình. Và chắc các bạn cũng biết là mấy ngày hôm nay thì từ bánh mì đang rất là hot đúng không nhỉ? Xuất phát từ vụ việc một số người thượng đẳng chê những mỏ bánh mì của Việt Nam thì mình xin khẳng định luôn, bánh mì Việt Nam là một trong những món ăn đường phố độc nhất vô nhị, đa dạng về chủng loại, mẫu mã và hương vị, loại bình dân cũng có, thượng hạng cũng có. Với cá nhân mình là một đứa cực kỳ cuồng bánh mì thì mình có thể ăn bánh mì cả ngày các bạn ạ. Ok, trong video hôm nay thì mình xin mời các bạn cùng mình đi thưởng thức 4 món bánh mì phổ biến nhất ở Việt Nam nhé. Let's go. Thứ nhất chắc chắn phải kể đến đó là bánh mì truyền thống. Chắc chắn một điều đó là người Việt Nam thì không ai không biết món bánh mì này, cũng giống như người Hàn Quốc không ai không biết đến kim chi vậy á. Ở đây thì ngoài bánh mì kẹp đầy đủ thì còn có bánh mì sốt vang và bánh mì gà nướng mật ong. Ta-da, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là bánh mì Bà Dần ở địa chỉ số 34 Lò Sũ, Hoàn Kiếm. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng thưởng thức nhé. Cái này là để cho cameraman, cái to hơn, ưu tiên. Khá là nóng, mới từ trong lò ra các bạn ạ. Với một chiếc bánh mì truyền thống như này thì bên trong sẽ có thịt nướng, pate, chả, rau mùi, dưa, dưa góp, dưa chuột. Và rất là ngon. Ai mà chê bánh mì Việt Nam là người đấy không biết thưởng thức đâu nhé. Để tìm được một quán bánh mì truyền thống như này thì các bạn có thể thấy ở bất cứ đâu khắp Việt Nam. Và đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng rất là nhiều. Một chiếc bánh mì truyền thống như này thì có giá trung bình từ 15.000 cho đến 30.000 thôi, rất là rẻ và nó phù hợp, cực kỳ phù hợp với những đứa nghèo như mình. Thứ hai đó là bánh mì chảo. Mình gọi một suất bánh mì chảo đặc biệt với giá là 35.000. Nhìn khá là hấp dẫn đúng không nào? Và bây giờ hãy cùng mình thưởng thức nó nhé. Với phong cách quý tộc, chúng mình phải dùng dao và dĩa các bạn ạ. Ở đây khi order thì nhân viên sẽ hỏi bạn là bạn muốn dùng trứng chín hay là dùng trứng lòng đào. Mình thì mình thích ăn trứng chín hơn, còn bạn nào thích thì các bạn có thể gọi trứng lòng đào.
hãy cùng thử một miếng khoai tây chiên nào. Ngon quá, ngon đến nỗi mình phải làm thêm một miếng nữa. Và giờ thì hãy ăn cùng với bánh mì xem sao. Bánh mì giòn và cái sốt thật sự là rất là ngon. Mình thích cái sốt ở đây. Làm một miếng xúc xích nào. Bên ngoài thì rất là giòn, bên trong thì mềm chín tới. Nói chung là rất là ok. Ăn thử một miếng dưa góp xem sao nhé. Cũng tạm tạm, có một chút hơi đắng. Trên tay mình đang cầm một chiếc bánh mì thịt nướng, thịt xiên nướng ở trên Hồ Đắc Di. Và quán này chỉ mở từ tầm chiều chiều thôi các bạn nhé. Thì với cái bánh này thì có giá là 20.000. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nếm thử xem là nó như thế nào. Mùi thịt nướng rất là thơm. Bánh thì đơn giản, chỉ có thịt, rau mùi và tương ớt thôi. Nhưng mà như vậy là quá đủ rồi đúng không? Đủ chất rồi. Mình là một đứa rất thích ăn thịt. Ăn thịt. Ăn thịt lợn thôi, không phải thịt người nhá. À, có thêm cả dưa chuột muối, dưa góp ấy. Thịt ngon. Như mình đã nói là mình có thể ăn bánh mì cả ngày các bạn ạ. Đây là chiếc bánh mì thứ 3 trong ngày hôm nay rồi. Sở dĩ được gọi là bánh mì que tại vì đơn giản như nó khá là dài và nhỏ. Để xem bên trong có gì nhé. Pate này, ruốc này. Vì mình thích cay hơn một chút thế nên là mình sẽ chấm thêm tương ớt. Cùng với bánh mì thì mình sẽ thường gọi thêm có thể là trà đào, có thể là sữa đậu. Và ở đây thì mình có gọi một cốc dừa dầm Hải Phòng. Tại vì bánh mì, món bánh mì que này thì thực chất là xuất phát từ Hải Phòng. Và bây giờ hãy cùng mình ăn nha. Một chút cay cay của bánh mì, một chút ngọt ngọt mát mát của dừa dầm. Ok, vậy là đã kết thúc một ngày mình ăn full bánh mì. Và cảm nhận của mình bây giờ đó là ngày mai mình có thể ăn tiếp. Ok, và nếu các bạn thích video của mình thì hãy nhớ like, subscribe và đừng quên bật chuông nha. Tại vì mình sẽ quay trở lại vào các video sau. Bye bye, và mỗi thứ bảy hàng tuần nha.